Bài 2. Những chiêu trò mới của Việt Tân Quân đội Nhân dân Online. Sau khi bị các cơ quan chức năng đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa nhiều kế hoạch phát triển lực lượng vào trong nước, Việt Tân đã chuyển hướng hoạt động bằng phương thức diễn biến hòa bình, đấu tranh bất bạo động, tiếp tục nuôi ảo vọng lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Âm mưu đấu tranh bất bạo động, thực hiện cách mạng đường phố một trong những phương thức, thủ đoạn hoạt động của Việt Tân là kích động biểu tình phá giới an ninh, tập dượt cho cách mạng màu, cách mạng đường phố ở Việt Nam. Theo đó, Việt Tân triệt để lợi dụng tâm lý bất bình của quần chúng nhân dân về một số vụ việc tiêu cực trong nước, các sự kiện nóng liên quan chủ quyền lãnh thổ, để kích động thanh niên, sinh viên tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình. Chúng đưa người thâm nhập vào số đi khiếu kiện, thậm chí tài trợ tiền để kích động họ tham gia các hoạt động do Việt Tân tổ chức, hòng biến những vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai thành các cuộc biểu tình quy mô lớn, xây dựng và tán phát kịch bản lật đổ chế độ tại Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các đối tượng ở trong nước vẽ sơ đồ, quay phim, chụp ảnh các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ cho các mưu đồ chống phá. Gần đây, các vụ biểu tình, tụ tập đông người phá rối an ninh do Việt Tân kích động không chỉ gia tăng về số lượng mà còn phức tạp về tính chất và mức độ nguy hiểm. Số cầm đầu Việt Tân đánh giá dân chủ, nhân quyền, đối đầu bất bạo động là mũi tấn công trực diện Cộng sản. Nhưng để tạo biến động, lôi kéo quần chúng vào cuộc thì buộc phải dùng vũ lực. Các vụ cháy, nổ sẽ phá vỡ bức tường sợ hãi trong quần chúng, đẩy chính quyền vào thế bị động. Có thể nêu lên một vài vụ điển hình đã được báo Công an Nhân dân đưa tin như vụ Nguyễn Hữu Thiên An, Khánh Hòa, âm mưu đặt bom đánh phá tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Nga, Hà Nam, tán phát hàng nghìn bài viết, hàng chục video clip trên Internet tuyên truyền, xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân biểu tình nhưng đã bị cơ quan công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý. Một vụ việc khác đã bị lực lượng an ninh phát hiện và xử lý xảy ra ngày 17 tháng 4 năm 2012. Việt Tân chỉ đạo Nguyễn Quốc Quân, Ủy viên Trung ương Việt Tân sử dụng tên Nguyễn Richard nhập cảnh vào Việt Nam mang theo máy tính xách tay, sử dụng nhiều tài liệu và tiền với ý đồ kích động biểu tình, tổ chức giải truyền đơn phá hoại dịp lễ 34, tổ chức thông tin ra bên ngoài để tuyên truyền, xuyên tạc chống nhà nước Việt Nam như lần nhập cảnh vào Hà Nội tháng 7 năm 2011. Cũng vào dịp lễ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước năm 2019, Việt Tân âm mưu cử các thành viên nhập cảnh vào Việt Nam, thực hiện giải truyền đơn phản động tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Nhưng toàn bộ hoạt động của chúng đều nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan an ninh khiến số đối tượng bên ngoài không thể xâm nhập về nước. Số cơ sở trong nước hoang mang không dám thực hiện, lập hội, nhóm tra hình, hậu thuẫn các phần tử chống đối trong nước không chỉ dừng lại ở đó. Tổ chức này còn thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ cho số đối tượng chống đối trong nước hoạt động khủng bố, phá hoại. Hàng năm, Việt Tân đã vận động và gửi về nước hàng triệu đô la Mỹ cùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại thông minh, máy ghi âm từ xa cho các đối tượng trong nước tiến hành hoạt động kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do sự hậu thuẫn, hỗ trợ của Việt Tân nên số chống đối trong nước hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt, nguy hiểm. Thậm chí một số đối tượng coi hoạt động chống đối theo chỉ đạo của Việt Tân là một nghề kiếm sống. Theo phản ánh của báo Công an Nhân dân, án theo Việt Tân, nhiều hội, nhóm trá hình đã được thành lập như Hội Cựu Lao động Đài Loan do Trần Thị Nga thành lập theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hùng, thành viên Việt Tân ở Đài Loan, Hội Nhóm Dân Oan Hà Nam do Trần Thị Nga thành lập tháng 12 năm 2013, Công đoàn Doanh nhân, Trí thức Thái Hà do Lê Quốc Quân, Nguyễn Hữu Vinh và Trần Thị Hường và một số đối tượng khác cầm đầu, Văn phòng Truyền thông Công giáo và Quỹ Trái tim Yêu Thương, thành lập năm 2014. Để dễ bề chỉ đạo số đối tượng trong nước, Việt Tân đưa người tham gia, tài trợ tiền cho các hội, nhóm để chi phối hoạt động. Điển hình như Hội Anh Em Dân Chủ có Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Bắc Chuyển thường xuyên nhận tài trợ của Việt Tân, đồng thời là đầu mối tuyển chọn người cho Việt Tân đưa ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện. Trong số các thành viên được Việt Tân huấn luyện có thể kể đến như Lê Thu Hà, Hoàng Chí Hiếu, đầu năm 2015, được sự giúp đỡ của Việt Tân, Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cầy, cùng một số đối tượng đã khôi phục câu lạc bộ nhà báo tự do thành một tổ chức phi chính chủ để triển khai hoạt động chống phá Việt Nam với cơ cấu gồm ban giám đốc, ban biên tập, bộ phận xây dựng website, truyền thông do Phạm Đắc Hồng Thuận phụ trách, giao tiếp cộng đồng, thủ quỹ. Ngoài ra còn có phong trào chống tham nhũng có Trần Thị Nga, Hà Nam, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Anh Tuấn, Thái Thái Bình đều là cơ sở của Việt Tân, móc nối đưa người ra nước ngoài đào tạo, phát triển lực lượng lợi dụng nhu cầu muốn ra nước ngoài học tập của người dân. Việt Tân đúc dưới danh nghĩa tài trợ học bổng, từ thiện, mời tham dự hội thảo, du lịch để móc nối, lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức, luật sư, phóng viên, người khiếu kiện ra nước ngoài. Sau đó, dùng thủ đoạn lừa mị, khống chế, bắt điền đơn gia nhập tổ chức, tiến hành huấn luyện kỹ năng hoạt động, bảo mật máy tính, cách chế tạo bom xăng, rồi tung về nước giải truyền đơn, treo khẩu hiệu, gây cháy nổ tại các địa điểm công cộng, gây hoang mang trong nhân dân.
năm 2019 dưới danh nghĩa từ thiện, một tổ chức ngoại vi của Việt Tân là Voice, Việt Nam Silver Sea Initiative for Conscience Empowerment, sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại. Thông qua cái gọi là học bổng xã hội dân sự Voice mời gọi thanh niên tham gia và cam kết giúp các học viên trở thành những công dân tích cực, giàu tinh thần cộng đồng và được trang bị các kiến thức nền tảng để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội. Vậy nhưng đằng sau những lời tuyên bố đầy tốt đẹp lại là những hoạt động chống đối nguy hiểm. Trong khóa đào tạo của mình, trước hết Voice truyền bá những cách nhìn nhận sai lệch về tình hình chính trị, xã hội tại Việt Nam, hình thành tư tưởng chống đối chính quyền cho học viên. Sau đó, Voice tiến hành tập huấn, trang bị, huấn luyện cho học viên các nội dung về đấu tranh bất bạo động đối với chính quyền, đặc biệt là việc sử dụng chiêu bài tự do, nhân quyền để tiến hành chống phá. Ngoài ra, Voice còn tổ chức cho học viên tiếp xúc với các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị để học hỏi phương thức hoạt động, thậm chí là cả cách ứng phó với cơ quan chức năng. Các sản phẩm sau đào tạo được tung về nước, trở thành hạt nhân tập trung lực lượng tiến hành chống phá chính quyền. Và cũng chính Voice từng thông qua một số tổ chức phi chính phủ lấy danh nghĩa từ thiện để tài trợ 30.000 đô la Canada để mua 100 chiếc xe lăn trao tặng cho số thương, phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đáng chú ý, tổ chức này và Hội đồng Liên Tôn còn thành lập các chi hội thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nhằm tập hợp số thương, phế binh thuộc chế độ ngụy quyền Sài Gòn vào các chi hội tôn giáo, chờ cơ hội để xuống đường đấu tranh chống chính quyền. Một thủ đoạn nham hiểm khác của Việt Tân là sử dụng các đối tượng chống đối trong nước làm bằng chứng sống, cung cấp những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam cho chính giới một số nước, một số hãng thông tin quốc tế, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đồng thời khuếch trương thanh thế, chứng tỏ thực lực của Việt Tân ở nước ngoài, gây dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng chống phá Việt Nam. Những đối tượng thường được Việt Tân nhắm tới là số thân nhân đặc biệt như luật sư, trí thức, văn nghệ sĩ, giảng viên một số trường đại học trong nước, số cốt cán của các hội, nhóm chống đối trong nước, thân nhân đối tượng đang bị bắt, các blogger thường xuyên viết bài chống đảng, nhà nước và số chức sắc, tín đồ chống đối trong tôn giáo. Đồng thời, Việt Tân sử dụng danh nghĩa của một số tổ chức nước ngoài mời các đối tượng trong nước, chỉ đạo số trong nước xuất cảnh sang Campuchia hoặc Thái Lan bằng đường bộ, sau đó mới xin thị thực nhập cảnh vào nước của Đảng và xã hội. Ông Nguyễn Thanh Tú là con trai của ký giả Đàm Phong, một trong năm ký giả người Mỹ gốc Việt đã bị giết hại tại Mỹ trong những năm 80 của thế kỷ trước khi chia sẻ với phóng viên báo Nhân dân đã khẳng định: "Hồi nhỏ, tôi theo bố làm báo, bố tôi bảo làm báo để làm người, xong tôi theo ông để học hỏi, và vì thương bố, lúc đó tiếng Việt của tôi không tốt, ngồi bên bố và bạn bè, họ nói các vấn đề to tát quá, tôi càng không hiểu. Trước khi bố tôi bị giết hại, tôi đã chứng kiến nhiều việc lắm, có việc đến hôm nay tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra. Trước khi chết, bố tôi có hướng dẫn tôi rất kỹ càng, một trong những việc đó là ông nói về băng đảng Việt Tân. Ông bảo rồi đây họ sẽ Việt Tân hóa truyền thông hải ngoại, họ sẽ biến truyền thông hải ngoại thành bộ máy tuyên truyền cho họ. Điều bố tôi lo nhất là đồng bào trong nước không có điều kiện tìm hiểu nên không biết mặt thật của Việt Tân. Việt Tân còn triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet, nhất là mạng xã hội để tuyên truyền công kích, lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trá hình trên không gian mạng, với chiêu bài phản biện xã hội, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, nhưng thực chất là để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động tư tưởng, thái độ thù địch của thanh niên, sinh viên với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức." Theo báo Công an Nhân dân, Việt Tân đã cho lập mới hơn 300 tài khoản và nhiều diễn đàn kính, kết hợp với những diễn đàn trước đó như Canh Tân, Bạn của Việt Tân, Bạn của Nguyễn Quốc Quân, duy trì gần 1.000 tài khoản mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã hội để thổi phồng, phá hoại tư tưởng. Ý đồ của chúng là biến mỗi thành viên, cảm tình viên của tổ chức trở thành một tuyên truyền viên, một kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, lan tỏa những thông điệp của Việt Tân trong cộng đồng, người thân và bạn bè của đối tượng. Từ đó, tác động tư tưởng, phát hiện đầu mối giới thiệu cho tổ chức thông qua các trang Facebook. Việt Tân đồng thời duy trì các trang web, đài phát thanh và lập bản tin, cung cấp tài chính, phương tiện cho số đối tượng trong nội địa của chúng thu thập thông tin, viết bài công kích trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quét sâu mâu thuẫn nội bộ, tập trung khai thác những sự kiện được dư luận quan tâm như vụ cây xanh tại Hà Nội, vấn đề Biển Đông, sự kiện công nhân đình công, lồng ghép thông tin xuyên tạc tình hình, bôi nhọ, vu cáo các cơ quan chức năng của ta, bằng cách liên kết với các đối tượng như Đoàn Viết Hoạt, cầm đầu Hợp Mặt Dân Chủ, và Nguyễn Văn Đài, cầm đầu Hội Anh Em Dân Chủ. Từ tháng 10 năm 2014 đến nay, Việt Tân đã tổ chức các khóa học với trên 55 đối tượng tham dự vào các tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Chúng lập ra nhóm học tập dân chủ online,
tổ chức huấn luyện 15 nội dung liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền như dân chủ là mục tiêu hàng đầu của đấu tranh, từ độc tài đến dân chủ trên thế giới. Điều hành nhóm là số cầm đầu cốt cán của Việt Tân như Hoàng Cơ Địch, Nguyễn Quốc Quân, Đỗ Đăng Liêu, Nguyễn Đỗ Thanh Phong đều là ủy viên trung ương. Không dừng lại ở đó, chúng liên kết, tài trợ cho dòng Chúa Cứu Thế mở các văn phòng truyền thông công giáo tại ba miền Bắc, Trung, Nam để tuyên truyền chống chế độ, mở chiến dịch tiếp cận Internet tại các vùng ở Tây Nguyên, Tây Bắc nhằm trang bị kiến thức, huấn luyện cách thức sử dụng Internet cho đồng bào dân tộc để dễ dàng tuyên truyền, phát triển lực lượng và kích động họ tham gia các hoạt động tụ tập, gây rối an ninh trật tự tại địa phương, tạo ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ bên ngoài, năm 2015, đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đối tượng đã soạn thảo và tán phát vào trong nước bản tuyên bố có tựa đề 40 năm đã qua và bộ phim tài liệu Những Ngày Cuối Cùng ở Việt Nam với nội dung xuyên tạc, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời kêu gọi số chống đối tham gia ký tên và tán phát rộng rãi trong cả nước, ngang nhiên và liều lĩnh hơn. Các đối tượng còn phát động trên mạng Internet phong trào Tôi Không Thích Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc thi Cộng sản và tôi, tổ chức các buổi hội luận trên mạng Internet với sự tham gia của số cầm đầu như Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm và số đối tượng trong nước. Việt Tân còn chỉ đạo các đối tượng trong nước vận động mọi người trong nước tham gia các buổi tưởng niệm, xuyên tạc lịch sử năm 1975. Hiện nay, Việt Tân đang ráo riêng kích động các hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, hậu thuẫn các đối tượng phản động, cơ hội chính trị tự ứng cử để phá hoại bầu cử. Các vị trí chủ chốt của Việt Tân đều có nguồn gốc liên quan đến dòng họ của Hoàng Cơ Minh. Sau khi Hoàng Cơ Minh chết tại Lào, cái gọi là mặt trận giải tán, Hoàng Cơ Định chính là người nắm quỹ tài chính, điều hành hoạt động của Việt Tân từ đó đến nay. Hoàng Tứ Duy, kẻ xưng là người phát ngôn chính thức của Việt Tân, lại chính là con trai của Hoàng Cơ Định. Đỗ Hoàng Điềm, kẻ tự xưng là chủ tịch Việt Tân, là cháu vợ của Hoàng Cơ Định. Anh Nguyễn Thanh Tú cho biết, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã phải đóng góp biết bao nhiêu tiền, nhưng băng đảng Việt Tân lấy cả chục triệu đô la Mỹ của chung để biến thành của riêng. Tôi muốn tuổi trẻ ở Việt Nam, trong đó có những người rất dễ trở thành con mồi của băng đảng Việt Tân, thấy rằng đó là một tổ chức băng đảng chứ không phải đảng phái chính trị gì cả. Mặc dù Việt Tân và các thế lực thù địch luôn tìm cách chối bỏ bản chất khủng bố, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đủ cơ sở khẳng định Việt Tân chính là tổ chức khủng bố. Bộ Công an khẳng định Việt Tân là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.